Vâng, anh ơi, cứ mỗi lần em nâng cấp bản đồ con cờ Delta là nó đòi mã kích hoạt. Đấy, nó đòi mã kích hoạt. Thế thì đây hôm nay mình thử nâng cấp bản đồ con cờ Delta xem nó có bị kích hoạt không nhé. Nếu mà không bị kích hoạt thì mình sẽ lấy cái dữ liệu trong cái USB này mình sẽ copy lên và mình sẽ nén lại, mình sẽ gửi luôn cho bạn. Cho thằng em này. Xem thông tin bản đồ con này đang là S2 2022. Rồi ok, mình sẽ nâng lên cái bản mới nhất bây giờ, nó là S1223. Bản này có tháng 10 năm 2023 nhé anh em. Đấy, mình sẽ nâng cấp lên xem nó có bị kích hoạt bản đồ không. Đấy, trước khi đây nhìn cầm trước khi nâng cấp thì mình thử vào setup đây. Mình kiểm tra xem con này nó có bị ấy không, nó có bị khóa khóa cập nhật không. Đấy, xem nó bị khóa cập nhật không nha anh em nha. Ok, nó đây là đang off rồi, off là ok. Đấy, mình sẽ cắm USB vào, cắm USB là USB. Đấy, tự nhận ok, có bản cập nhật mới. Hãy cứ chờ đi xem nó có đòi mã kích hoạt không. Nếu mà thành công thì là mình sẽ nén cái file này, mình sẽ gửi link cho thằng em, tại vì nó lúc nào nó cũng cập nhật con cờ Delta lên xong là nó đòi mã kích hoạt. Đấy, kiểu như là nó đòi key bản quyền ấy. Mà nó đào đi đào lại và giải nén đi giải nén lại cũng không 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 được, vẫn đòi kỳ bình bản quyền. Mình chả hiểu sao, nhưng mà lần này nếu mà con này mình cập nhật lên được là mình quyết định chỉ có cách là nén cái file này lại rồi gửi trực tiếp cái file này cho nó. Đây anh em ai có nhu cầu mà cần nâng cấp mà bản đồ thì liên hệ mình nhé, liên hệ qua Zalo nhé, 0973 528 008. Nóng quá, bật điều hòa lên đi. Nâng cấp hơi lâu anh em chờ, cố gắng chờ vậy. Mình tiến lên tí cho xe đằng sau bên cạnh nó ra.
Ok, xác nhận này. Rồi, bản đồ lên này. Rồi, đã lên này. Thông tin này. Rồi. S1 223 23 S1. Ok, thế là đã không bị kích hoạt bản đồ nhá. Hay là mình sẽ nén file này mình gửi cho thằng em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi.